xin chào mọi người đang xem video. Cũng một tháng rồi từ cái clip cuối cùng mình mới lất cái thay ngồi và thực hiện video mới này. Một tháng qua cuộc sống của mọi người có điều gì mới mẻ không? Video hôm nay mình quay vào buổi hẹn dịp Tết cùng hai người bạn yêu quý. Như các bạn đã thấy, người mặc đồ tông sẹt tông với mình chính là Mây Xanh, bên kia là Trứng Chiên. Cuộc sống của tụi mình bị đảo lộn rất nhiều do dịch bệnh, nên đây là lần gặp đầu tiên sau gần một năm xa xôi chỉ nói chuyện qua các màn hình của tụi mình. Hôm đó sau khi nói chuyện thì tụi mình ngồi đọc sách cùng nhau. Vì cả bay đều có sở thích này nên quyết định sẽ làm một series review sách. Trước hết là để giới thiệu những cuốn sách hay cho nhau, hai là tham gia vào hashtag top 100 cuốn sách. Ngoài ra, đọc sách là một hoạt động bổ ích giúp phát triển chiều sâu và cảm nhận ý thức của mỗi người, nên mình thực sự sẽ cố gắng để review tới 100 cuốn sách luôn. Sau đó thì tùy ý. Vậy clip hôm nay sẽ kết hợp của vlog thường ngày cùng với review sách. Những clip sắp tới mình sẽ chia hẳn ra giới thiệu sách, đánh giá từng cuốn sách riêng ha. Mình và bạn đều là chặt nam chặt nữ, nên mỗi khi lên hẹn đi ra ngoài đều tốn sức và thời gian để chọn địa điểm. Lần này tụi mình biết đến một quán nước không gian rộng rãi, có nhiều gen nghề khác nhau. Mình thích nhất là khu vực nhà cây này, trong này là cả một vườn bách thảo, ngồi nói chuyện rất là thoải mái. Có điều hòa và máy lưu thông không khí nên buổi tối ngồi lâu không sợ bị nghẹo ở trong đó. Thêm nữa ở trên gác lửng có bố trí một kệ sách nên rất là hợp ý mình. Mình và bạn thường hay trao đổi sách với nhau, mong rằng những cuốn sách mà chúng mình chia sẻ sẽ giúp cho các bạn học hỏi cũng như làm phong phú thêm những trải nghiệm cá nhân cho mỗi người. Cuốn sách đầu tiên hôm nay mình giới thiệu có tựa là Lấp Lánh của tác giả Ekini Kaori, thể loại tiểu thuyết văn học Nhật Bản. Tiêu chí chọn lựa một cuốn sách của các bạn là gì? Bị thiết kế, tác giả, độ phổ biến hay là chọn đại? Trước hết mình đi qua lời tựa ở phía sau của cuốn sách. Shoko nghiện rượu, Mitsuki là đồng tính nam. Họ mới lấy nhau sống trong một mối quan hệ vợ chồng kỳ lạ, không sex. Shoko thường thích nghe chồng kể chuyện về người yêu của mình, Con. Shoko chấp nhận mối quan hệ tay ba ấy, mặc dù cho đến một ngày cô nhận ra rằng cô đã yêu Mitsuki thật sự. Đồng thời với những cảm xúc nóng nảy, cay nghiệt mỗi ngày một nhiều mà cô biết không phải do chứng nghiện rượu và thần kinh yếu của mình gây ra, nhưng tình cảm giữa Mitsuki và Con lại không phải là điều mà cô có thể xen vào. Khi đọc qua lời tựa, mình không có hứng thú với mối quan hệ kiểu này. Mình mua vì u mê cô tác giả Ekini, mà cuối cùng nó lại nhảy lên top 10 tựa sách yêu thích nhất của mình. Shoko là một dịch giả tiếng Ý, Mitsuki là bác sĩ ngoại khoa. Hai người gặp nhau lần đầu tiên ở buổi hẹn xem mặt. Khi đó Shoko mới chia tay bạn trai, còn Mitsuki bị gia đình ép đi xem mặt. Điều đặc biệt là người yêu của anh tên là Kon có vẻ ủng hộ việc Mitsuki kết hôn và lập một gia đình bình thường trong mắt của mọi người. Cơ bản mình thích nhân vật Kon và Shoko rất nhiều. Thật ra Con là một người quan tâm đến Shoko tinh tế hơn Mitsuki. Cậu ta hay đến chơi, làm bạn cùng Shoko khi Mitsuki đi làm trong bệnh viện. Đơn giản vì Con hiểu Mitsuki cũng là người thiếu nhạy bén với con gái, và chắc chắn tính cách như vậy sẽ phần nào khiến Shoko bị dồn ép và thiếu thốn. Mitsuki là một tuyến nhân vật khá phổ biến, một người làm việc chăm chỉ, có chí hướng, có tư duy trong cuộc sống. Đặc biệt hơn, người này rất dịu dàng, ôn nhu. Đối với Mitsuki, sự tồn tại và mức độ gắn kết của anh ta với Con là hiển nhiên đến nỗi khiến anh ta có suy nghĩ dù mình kết hôn thì Con cũng không rời xa. Đã thấy anh ta là một người tốt bụng, Mitsuki đối xử với Shoko rất che chở, luôn dịu dàng với tất cả những việc làm và lời nói của Shoko. Cho đến lúc Shoko có tình cảm với mình thì sự dịu dàng và tốt bụng của Mitsuki chính là nỗi dằn vặt của Shoko, vì cô muốn anh vui, và anh chỉ vui và hạnh phúc khi anh có Con. Chính vì sự nhu nhược này mà dù Mitsuki có là một người hết mực tốt bụng thì cả Con và Shoko đều bị buồn bã dồn ép một cách khó nói. Đỉnh điểm của cao trào là khi cơn nóng giận và bức bối trong nội tâm Shoko ngày càng khó kiểm soát. Mitsuki đã thú nhận xu hướng tình dục với bố mẹ vợ và muốn cho Shoko một cánh cửa thoát khỏi buồn phiền. Và sau đó Con cũng bỏ đi. Đọc cuốn sách này, mình cảm thấy sự tốt bụng và dịu dàng của một người mang lại đôi khi cũng không dễ chịu.
Nhưng dù như thế vẫn còn hơn là đối xử với nhau bằng lừa dối hay là cay cắt. Và mình rất ngưỡng mộ tình cảm tốt bụng, chân thành của ba nhân vật này dành cho nhau. Nhất là Soko dành cho Mochiki. Một đức tính duy nhất mình học được ở nhân vật Mochiki là sự thành thật. Thành thật đến mức những lời nói dối vô hại cũng mang đầy mặc cảm tội lỗi. Ba người bảo vệ lẫn nhau, chăm chút cho sự vui vẻ của người còn lại. Tuy nhiên vòng tròn quan hệ này cũng rất dễ tan như bong bóng xà phòng. Và mình phục cái kết của câu chuyện. Sau đây là một vài đoạn trích cực kỳ ấn tượng đối với cá nhân mình. Ở chương đầu tiên của cuốn sách, bố chồng đến thăm nhà sau khi hai người đã kết hôn. Lúc đó chỉ có Soko ở nhà. Đoạn hội thoại giữa hai người như sau. Cuối cùng thì các con cũng cưới nhau rồi nhỉ? Lấy nó chả khác gì như ôm nước đúng không? Lúc đó cảm giác ớn lạnh râm ran chạy dọc sống lưng tôi. Không cần phải quay lại tôi cũng biết. Tôi nói to để cho cả cái cây cũng phải nghe rõ. Không sao, vì con cũng chả thích sức đến thế đâu ạ. Tôi muốn thoát khỏi cái không khí này nên vội vàng đứng dậy. Con bật nhạc bố nhé. Chẳng biết có phải vì tiếng nhạc to quá đã phát huy tác dụng hay không mà bố chồng tôi ngồi nói chuyện phiếm thêm một lát rồi về luôn. Nhưng cái từ bố chồng tôi nói ôm nước đã khắc sâu vào trong tôi. Tôi nghĩ đó là cái giá phải trả để đánh đổi lấy cuộc hôn nhân này. Cuộc hôn nhân vui vẻ, thoải mái và suôn sẻ như một trò chơi đồ hàng. Mochiki giống như con nhím đang dựng ngược rất nhiều những cái gai lương tâm. Mochiki không sợ nói sự thật, mặc cho tôi sợ điều đó đến chết đi được, mặc cho tôi nghĩ rằng ngôn ngữ không phải là thứ dùng để nói thật. Mochiki ôm từ phía sau và giữ chặt tôi. Bị giữ như vậy tôi mới biết mình đang run khủng khiếp. Không thể kiểm soát nổi bản thân, tiếng khóc của tôi càng lúc càng to. Giờ thì tôi không thể sống thiếu Mochiki. Mochiki chậm rãi vén những sợi tóc đang dính bết vào mặt tôi vì mồ hôi và nước mắt. Cảm giác to lớn, khô ráo, dịu dàng của lòng bàn tay Mochiki. Tôi đau đớn tựa hẳn người vào trong vòng tay anh. Có thể đó chẳng là gì đối với một người tốt bụng như Mochiki. Có thể chỉ đơn giản là sự dịu dàng, tình bạn hay một gia đình mà thôi. Dù vậy, đôi khi tôi vẫn cảm thấy khổ sở không thể nào chịu được. Toàn thân tôi như một thứ trái cây đau khổ. Bàn tay vuốt tóc tôi, những ngón tay sâu lạ khuyên tai cho tôi như đang trách móc sự xấu xa của tôi. Điều tôi không thể chịu nổi không phải việc không thể ngủ với Mochiki, mà là một Mochiki điềm tĩnh và dịu dàng đến nhường này. Cảm giác ôm nước không phải là nỗi niềm cô đơn không có sex, mà là sự bức bối của việc cả hai đều biến nó thành một thứ phức cảm và luôn phải giữ ý với nhau. Không lẽ nào anh ấy nói chuyện chia tay với Con? Mochiki lắc đầu. Không, không phải vậy. Thế nguyên nhân là gì? Mochiki không trả lời câu hỏi đó của tôi mà đột nhiên bảo. Anh kể chuyện Con nhé. Lần đầu tiên anh tự nói ra điều ấy. Hồi đó Con là học sinh cấp 3, còn anh vừa lên cao học. Thế rồi một hôm, lúc đó đã nửa đêm giống như mọi lần, Con leo lên cửa sổ phòng ăn và bảo cho em vẽ tranh ở đây. Nhìn ra thì thấy lưng cậu ấy khoác một cái ba lô nứt chặt vào tuyết màu, bút lông, dầu, khăn lau. Đoan vẽ, cổ chân lại buộc một cái dây. Khi kéo cái dây ấy thì giá vẽ cũng lên theo. Đó là một đêm trăng tròn. Trông cậu ấy như một cậu thiếu niên bỏ nhà đi vậy. Từ đó đêm nào Con cũng đến. Khoảng một tuần thì bức tranh đó hoàn thành. Anh cứ hy vọng đó là một bức tranh thật đặc biệt, như bức họa chân dung của anh chẳng hạn, vì nó được vẽ ở phòng của anh cơ mà. Nào ngờ lại là một bức vẽ cảnh trời đêm, trong màn đêm lấm tấm vô số những vì sao. Bức tranh chỉ có vậy. Tặng anh đấy, Con bảo thế. Không biết anh có hiểu không, nhưng với em nó là bức thư tình chẳng dễ dàng gì. Bởi bọn anh ở gần nhau quá mà, anh cũng chẳng dễ dàng gì. Cả hai đều không biết phải làm thế nào. Bầu trời trong bức tranh trong suốt và tĩnh lặng. Và đêm đó chính là sự khởi đầu. Một câu chuyện nhẹ nhàng, những nhân vật đàng hoàng, tử tế. Dù cho lối sống và chọn lựa của mỗi người như thế nào, miễn họ là một người tốt,
thì đều đáng được tôn trọng và thông cảm. Chúc các bạn đọc sách vui vẻ.